tính chia đều trong web. Trong website thì nó gồm hai phần. Một là phải có cái deep bộ là có các deep con. Các deep con. Đây là cái công thức nhá. Công thức cho chia đều trong web. Anh nào đúng công thức này không bao giờ lỗi cả. Cái deep bộ đóng vai trò là mốc. Đóng vai là gọi là cái mốc cho tất cả các deep con là căn chỉnh nhá. Và các deep con này đóng vai trò là các layer. Các layer sẽ chồng vào nhau. Thì deep bộ sẽ phải có thỏa mãn các thuộc tính sau đây. Thứ nhất là width. Thứ hai là hai là poison retreat. Còn các layer thì sẽ thỏa mãn bốn đối tính sau đây. Thứ nhất là poison absolute. Thứ hai là thuộc tính top là vị trí. Bởi vì khi mà để absolute thì nó tách ra một layer riêng thì nó sẽ lơ lửng ở đấy, thì mình phải căn left hoặc là right. Bốn pixel này. Chú ý là cái trường hợp mà left và right này đều có thể âm nhé. Left có thể là âm 100 pixel. Đấy, vì nó có thể là để dịch ra ngoài khỏi cái bộ. Anh lấy ví dụ như cái bài tập này ạ nhé. Đây là di chuột lên cái khối này. Cái khối này nó dịch ngoài ra khỏi đi bộ luôn. Nó là một layer nhé. Di chuột lên cái khối đen này nó dịch ra khỏi đi bộ luôn. Cho nên nó có thể là âm. Có thể là âm, có thể là dương. Cái này thì nó ở trong deep. Anh nhìn thấy nó mở từ deep này ra. Đây ví dụ đấy, nó lòi ra khỏi deep bộ. Thì cái tính là tốt khoảng âm tầm 40 pixel thì dịch lên một tí. Ở đây là ảnh nó trên cùng như thế. Tức là cái thuộc tính light và tốt thì có thể âm nhé. Đấy, âm. Đấy, âm thoải mái. Nếu mà left thì thôi right. Và nếu mà tốt thì thôi có tầm. Và một thuộc tính nữa là Z index. Index chính là trục OZ ấy. Là số, không có pixel, không có gì hết nhé. Là chỉ số. Thứ tự xếp chồng của đây rồi. Xếp chồng. Cái layer nào trồng layer nào thì nó sẽ do từ tính gen index này. Còn nếu mà không đề cái gì đấy thì nó sẽ mặc định là theo thứ tự viết, đang ở viết sau sẽ nằm trên cùng. Cái ví dụ đơn giản như này nhé. Đây có một layer ảnh, một layer dưới cùng là layer chữ. Thì như vậy layer ảnh ít nhất nó phải gen index lớn hơn cái layer chữ này. Layer chữ gen index bằng 3 thì layer ảnh phải bằng 4. Đúng chưa? Ít nhất nó phải lớn hơn như vậy. Đấy, tức là nó phải tách layer ra. Đấy. Ví dụ đây layer ảnh nó nằm dưới layer này thì layer này nó phải có gen index lớn hơn cái layer ảnh, ví dụ như vậy. Đây layer ảnh xong đến layer màu đen xong đến layer gì nhỉ, thì chữ trắng, thì ba cái đấy nó phải có cái gen index nó tăng dần. Layer ảnh là 1, layer màu đen là 2 và layer chữ là 3, ví dụ như thế. Chưa rồi, đấy là thứ tự xếp chồng của layer. Thì đây là công thức khi em muốn chia layer thì em cứ áp dụng đúng cái này thôi. Được chưa? Đây anh áp dụng thử vào bài tập nhé. Bài tập nó sẽ là có mấy cái bài, là bài 1 cho đến bài số nhiều phết, có 9 bài, 8 bài mà mình chọn một số cái bài này. Phần lớn như web xịn nó sẽ sử dụng layer rất là nhiều. Đấy, cái bài tập này nằm ở dưới cùng này. Đó là một cái khối tin. Thì bạn chưa học viết layer, viết cái hiệu ứng thì bây giờ bỏ qua hai nút này. Hiệu ứng mình sẽ viết sau. Tuy nhiên là nó phải có là, thứ nhất là một cái ảnh. Thứ hai là một cái layer nằm trên. Cái layer này có độ cao khoảng tầm là 100 pixel nhỉ. Trong layer này có hai deep ở trên và dưới. Deep trên nó là text và deep dưới nó là một list các ảnh. Thì như vậy là bạn có hai layer rất là rõ ràng luôn. Và sẽ bắt đầu luôn. Bạn mở subtype text ra, sau đó là bạn sẽ tạo ra một file mới. Save vào desktop. Anh để là 1011. Tên là 1.html. Đấy, cái file này anh sẽ gõ là html2.5. Sau đó đây mình sẽ gõ là link 1.css. Để link đến file 1.css. Sau đó là các bạn sẽ gõ những thẻ cơ bản là sao.
margin không, padding không. Để tiếng Anh này, margin không và padding không. Tiếp đó trong cái HTML thì mình sẽ có các thẻ cơ bản. Ở đây nó có gì nhỉ? Nó có hai layer, một layer là ảnh và một layer là cái khối ảnh nhỏ mà khi kích vào cái này nó sẽ hiển thị ở trên. Cái việc kích vào nó hiển thị ở trên thì nó dễ lắm, chẳng qua các bạn chưa học đến cái phần đấy thôi, nhưng còn nếu mà chỉ nó chỉ biết khoảng tầm vài dòng, ba dòng nó sẽ ra được cái khối đấy. Rất là dễ. Nó có một phương thức để thay đổi cái này. Đó. Thì đây mình chia là hai layer, layer 1 và layer 2. Và tất nhiên theo công thức này nó phải có một cái div là div mà bố của các layer này. Thế anh gọi nó là cái div là div slide. Slide sẽ là bố của các cái này. Và trong slide có hai layer, layer 1. Layer 1 nó là ảnh, anh sẽ viết luôn là img luôn. Chấm layer 1. Đấy, và anh sẽ lấy ảnh ra. Copy hoặc là lưu hình ảnh thành. Anh để ở cái file 1 luôn. Chấm jpg. Và anh để cái layer ảnh của anh là 1.jpg. Tiếp theo ở trên layer này là một cái div khác là chấm layer 2. Layer 2 này thì nó gồm nhiều phần tử cho nên anh sẽ dùng một cái div. Và đây nó có hai thẻ div, nó bắt đầu hơi phức tạp, anh sẽ comment đây là hết layer 2. Đấy, để cho nó chắc chắn là nó dừng cái layer này ở đây thì mình biết chắc là nó sẽ đóng ở đây, mình không nhầm những cái đóng này với cái đóng khác. Trong layer 2 thì nó gồm là hai div là trên và dưới. Chấm trên, mình cứ chia div thoải mái thôi. Là một cái div là chấm dưới. Cái div dưới và div trên ấy, thì ra nó là nội dung bình thường như mình vẫn làm, sử dụng các thuộc tính như là color, màu chữ, cỡ chữ và mọi thứ khác như bình thường. Div trên nó là một đoạn text. Mình copy đoạn text này. Nhiều đấy. Nó để ẩn mất đi thôi. Đây. Và div dưới nó là một cái đống ảnh. Thì một đống ảnh này tất nhiên là nó sẽ dựa trên nhiều cái ảnh. Thì mình sẽ làm cái trước này. Img chấm ảnh nhỏ. Tại sao phải có class? Bởi vì nó phân biệt với cả cái ảnh ở trên này. Thế để nó là ảnh nhỏ. Và src sẽ lấy từ cái ảnh này. Anh chuột phải lên. Lưu hình ảnh thành. Và tên là 2.jpg. Thì đây sẽ biết là src 2.jpg. Và tất nhiên là mình sẽ nhân đôi cái này lên thành nhiều cái. Sử dụng chúng ta là Ctrl Shift D, chúng ta mặc định của cái supply text. Sao chép địa chỉ này. Nó nhanh đỡ phải xếp. Sao chép địa chỉ này. Mình làm vài cái thôi. Gọi là demo thôi. Ví dụ như vậy. Như vậy mình có một đống ở đây. Mình có thể có nhiều hơn bằng cách là mình copy cái đống này ra thôi. Ctrl Shift D. Đấy, nó làm một đống. Chưa? Thực ra nó sẽ dài như thế đấy, bởi vì là em nhìn đây nó sẽ đẩy bớt về bên phải đây, kích vào đây nhé. Nó đẩy ra mà, đúng không? Cho nên nó sẽ dài. Thì mình dùng một cái thuộc tính để mình cho nó ngắn lại. Tức là những cái gì mà nằm ngoài vùng phủ sóng nó ẩn đi bằng thuộc tính overflow hidden. Đấy, thuộc tính sau. Những cái đề tạm như vậy nhé. Sau tiếp theo là mình bắt đầu chia layer nhé. Chia layer. Thế để chia layer thì anh nhắc lại là trong cái này nó gồm hai cái phân tử, một là layer 1 và hai layer 2 rất là rõ. Bây giờ anh sẽ kích vào Select, anh bắt đầu viết theo đúng công thức luôn. Chấm slide là div bố. Div bố của thảo mã là width và 2. Anh viết là width ra. Viết 2 ra. Đây độ cao của thằng bố đây. Nó là 920 x 700. Anh để là 920 pixel. Và chiều cao nó là 700 pixel. Đúng công thức nhá. Ban đầu là chưa biết gì làm đúng công thức đấy. Và position và relative để lấy làm mốc. Tiếp xong div slide thì nó có mấy div con. Div thứ nhất là div layer 1. Anh viết ra slide cách layer 1 để hiểu là gì. Viết select cho cái div layer 1 nằm trong slide. Các bạn có thể bỏ cái này đi cũng được. Nhưng mà anh nghĩ là viết thêm vào nhìn nó rõ ràng hơn.